bài độc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có hoa, có đèn, nhưng khi viên phấn trên tay vẫn có thể khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc, khai mở tri thức, soi sáng con đường. Bình Minh và các bạn lớp 4M, trường tiểu học Hà Huy tập 2 xin cảm ơn các cô giáo, thầy giáo đã dẫn dắt, đồng hành và trở thành người ươm mầm xanh, người thắp lửa khát vọng trong những năm tháng tuổi trẻ của chúng em. Hằng năm, mỗi độ đông về, giữa cái tiết se se lạnh ấy, cùng với đó là mùi thơm thoang thoảng từ hoa sữa, tỏa ngát giữa lòng thành Vinh. Chúng ta lại háo hức, hân hoan, hòa chung trong không khí của cả nước. Chào mừng ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Với Bình Minh và các bạn lớp 4M, đây là dịp để chúng em bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đến các thầy cô giáo. Chúng em bồi hồi nhớ lại một tiểu trượng đầu tiên, những đứa trẻ vừa bước qua bậc thềm mầm non, bỡ ngỡ bước vào lớp 1, sự dịu dàng, bao dung, nhân hậu và ngập tràn yêu thương của cô giáo Hoàng Ngọc in dấu trong cái nắm tay, trong từng nét bút, vần chữ, trong lời nói dịu dàng và ánh mắt cô trao cho chúng em. Giờ dạy nào của cô cũng thật sâu lắng và hấp dẫn. Những buổi trưa ở trường, xa vòng tay của bố mẹ, luôn có cô cạnh bên, sửa gối, xoa đầu, mang yêu thương vào trong giấc ngủ của chúng em. Mẹ Ngọc, đó là cách chúng em gọi cô thay cho bao lời yêu thương và biết ơn. Chăn gối thơm tho, lớp học sạch sẽ, tận tụy trong từng tiết dạy, cô Mai Anh đã mang đến cho chúng em tính kỷ luật trong sinh hoạt, chỉn chu trong từng phép toán, câu văn, yêu thương trong mỗi hành động. Chúng em tự thấy mình có ý thức và trưởng thành hơn rất nhiều. Tinh tế, dịu dàng, ấm áp, năng lượng và cuốn hút trong mỗi tiết dạy, đó là cô Phan Thủy của chúng em. Khi một ai đó phạm lỗi, cô luôn có cách nhắc nhở thật khéo léo để chúng em không bị xấu hổ. Ai buồn, ai đau, cô đều biết để chia sẻ. Những cử chỉ đó là yêu thương động lại trong chúng em đến tận bây giờ và mãi mãi. Ngày lễ nào, cô cũng có những món quà xinh xinh và những bức hình đẹp lưu lại kỷ niệm cho chúng em. Những món quà đó với chúng em là báu vật, là cả bầu trời tự hào và hãnh diện. Cô Kim Hoa đón chúng em bằng tình yêu thương và sự tận tụy của một người mẹ, kiên nhẫn, chịu khó, cần mẫn, đồng hành cùng chúng em chinh phục những dạng toán khó, đề văn hay. Những giọt mồ hôi của cô rơi, những điểm 10 nở hoa trong trang vở của chúng em. Cô đã đánh thức giấc mơ, làm chúng em tin rằng mình có thể làm được. Sự truyền cảm hứng đó mang đến cho chúng em năng lượng tích cực, mong muốn được trở thành phiên bản tốt nhất. Tình yêu và sự bao dung của thầy cô đã dệt nên những ký ức đẹp đẽ trong tâm hồn chúng em. Ước gì thời gian chậm chậm trôi để em và các bạn có thể được học tập, vui đùa dưới mái trường này, đắm mình trong tình yêu thương vô bờ của cô thầy trường tiểu học Hà Huy tập 2. Cô thầy như ánh bình minh cho con tỏa sáng, lung linh cuộc đời. Nhớ từng nét bút thảnh thơi, nắn con chữ nhỏ thành người thẳng ngay. Dẫu rằng bụi phấn hao gầy, chân in lối cũ vẫn đầy yêu thương. Người là bóng cả bên đường, che mưa chắn nắng mở đường con qua. Cảm ơn lời dạy thiết tha, dệt mơ ước đẹp trổ hoa tâm hồn. Cảm ơn các thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai đã miệt mài sớm khuya bên trang giáo án, đã chắp cánh ước mơ, đã hy sinh thầm lặng, đưa bao chuyến đò sang sông. Những lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ so với công lao to lớn như trời bể ấy. Nhân ngày 20 tháng 11, chúng em xin kính chúc các cô giáo, thầy giáo có một ngày lễ vui vẻ, ý nghĩa, luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Happy Teachers Day to all the teachers!